cuộc sống hôn nhân không hẳn là phức tạp như mọi người vẫn nghĩ đâu. Đôi khi nó còn phức tạp hơn cả mức mà người ta có thể nghĩ tới ấy chứ. Hôn nhân là khi bạn phát hiện ra người phụ nữ của mình hóa ra là một siêu nhân, không cần áo choàng, có thể ba đầu sáu tay, lo 1 tỷ việc từ cơ quan về đến nhà. Những lúc đó, một bàn tay chìa ra kịp thời của anh em chúng mình không chỉ giúp giải quyết kịp những công việc bộn bề trong gia đình mà còn làm ấm lại, làm chặt thêm cuộc hôn nhân của bạn. Hãy là người chồng tinh tế từ những điều nhỏ nhặt nhất và nói với người phụ nữ của bạn mỗi ngày, điều sẽ làm cô ấy hạnh phúc và an tâm nhất. Vợ ơi, để đó chồng lo. Việc mang thai là một điều thiêng liêng và đáng mừng đối với bất kỳ một gia đình nhỏ nào. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn mang đến nhiều vất vả, lo lắng và mệt mỏi nhất cho những người phụ nữ. Lần này, hãy xem Trần Chồng đã làm gì để có thể trở thành một trợ thủ đắc lực cho vợ trong thời điểm nhạy cảm này. Bữa nay con được về nhà nha. Từ từ, cẩn thận nha. Cẩn thận nha, bé Xuân của ba. Cái gì bé Xuân? Hả? Mày tên bé Thi. Thôi, con của em bé Thi. Vậy bé Thắm ha, là em ghét tên Thắm lắm luôn á, mà anh cứ kêu bé Thắm là sao hả? Thì không, năm nay con gà, đặt tên cho con là bé gà. Cũng con được. Gà kêu con là bé thôi, gà. Anh thích con heo, em đặt nó là con heo đi. Nhỏ là con gái mà kêu heo kỳ lắm. Thôi kêu bé Thỏ đi, bé Thỏ dễ thương. Thôi, heo bé Thỏ năm, ha. Năm tới là năm con trâu, mà dân đặt bé là bé trâu đi. Khùng hả? Trời ơi, con là con gái mà. Thì anh khùng hay gì anh kêu bằng con trâu? Bé trâu. Thôi, không châu. Được đâu, kêu bé dê đi ha. Bé thôi, dê. Em đồ lao. Thôi, anh thích đặt tên là bé heo đi, cho không, dễ thương. Bây giờ cuối cùng quyết định là bé gà đi. Thôi, bé heo đi, bé heo đi. Bé gà. Dễ thương quá. Trời đồ có chút tí gì dễ thương anh ha. Ai da. Cái gì vậy? Đau bụng quá. Cái gì? Đau bụng hả? Vậy đau đâu? Đang có sao không? Đi bệnh viện, đi bệnh viện liền. Đi bệnh viện vậy? Đi bệnh viện. Chắc đẻ chắc cái xanh rồi đó. Trong giỡn gì? Trời ơi, bây giờ trời. Từ, cẩn thận vậy. Nhẹ hơn. Con đụng tới mé đó vợ ơi. Từ vợ ơi. Ôi mệt quá. Tưởng là hả, tới ngày em bé ra đời rồi chạy muốn chết luôn, cuối cùng không bị gì hết. Cũng đỡ. Còn anh nữa. Gì? Chưa là anh nữa. Vợ đi đẻ mà đem theo gì vậy hả? Mấy cái đồ cần thiết sao không đem? Quần áo em bé rồi, quần áo của em rồi sao không đem? Tự nhiên đi cầm bái gì đi theo vậy? Chắc có lẽ lúc đó anh hơi vội. Anh lấy nhầm cái này. Mệt quá. Tưởng được đẻ rồi, ai ngờ chưa được. Vô. Chuyền đi, Sút, sút. Vô, vô. Hay quá. Cái gì? Nó sút văng chổng luôn hả? Ôi lòng không ơi. Ủa em bị gì vậy? Em đau nữa hả? Ủa đâu thiệt, cái đâu nít này đâu thiệt, cái đâu giả vậy? Không được rồi. Không, phải đi. Từ. Em đi không nổi. Đi. Nhẹ nhẹ thôi, có chuyện động bây giờ. Ai á? Cái gì vậy? Em sao vậy? Em trở dạ hả? Chết. Để điện kêu xe. Không được đâu, bây giờ phải điện cho ba má. Điện cho má trước mới được. Trời, em có sao không? Không. Anh kêu xe nha. Không. Bây giờ anh phải chở vô bệnh viện liền. Mới được. Trời ơi. Ráng lên. Ráng lên. Từ. Đau.
Cái gì vậy? Em đau nữa hả? Đau thiệt hay đau giả vậy? Trời ơi, đau thiệt chứ đau giả cái gì? Trời ơi, đau quá. Vậy giờ làm sao? Trời ơi, anh ngồi đây anh hỏi làm sao, em biết làm sao mà. Thôi, ráng chịu đau đi, không sao đâu. Thôi được ơi, đi bệnh viện đi, đau quá. Nhưng mà có chắc chắn như bọn mấy lần trước ấy á? Ấy à? Nhưng mà chắc chắn không? Cẩn thận thôi. Mệt quá. Trời ơi. Con ơi con. Con có ra thì con ra. Chứ con làm gì mà con dụ ba mẹ hoài, là mẹ tưởng là đẻ rồi không à? Ba cũng tưởng đẻ rồi không à. Cái gì? Tưởng gì mà tưởng? Đi dắt vợ đi đẻ mà không đem đồ cho vợ gì hết, đem cái gói theo làm gì hả? Thì lúc nãy anh tưởng như lần này em đẻ thiệt, em đem cái gói theo anh để ngủ. Chờ em. Ngủ. Tưởng lần này được đẻ rồi, ai ngờ chưa được đẻ. Anh cũng tưởng vậy chứ bộ. Trước khi thật sự chuyển dạ và bước vào quá trình sinh nở, các bà mẹ có thể trải qua một vài cơn co dạ rất dễ nhầm lẫn. Hãy xem lần này trân chồng sẽ làm gì để có thể trở thành một chỗ dựa vững chắc để giúp vợ có sự chuẩn bị thật chu đáo cả về tinh thần lẫn thể chất cho lần dược cạn đang đến rất gần này nhé. Anh ơi, xem lo quá à. Lo gì? Hồi bữa đau giả cái em thấy sợ quá à. Đau giả mà nó đau vậy rồi mai mốt rồi lỡ đau thiệt rồi đau cỡ nào nữa anh. Rồi lỡ mai mốt như mà lỡ như mà em đau thiệt mà mình tưởng là đau giả rồi sao? Rồi lúc mà đẻ có đau không anh ha? Mà hả, mai mốt em không biết em sanh mổ hay là sanh bình thường nữa. Trời, không biết lúc đó đau cỡ nào. Trời, ước gì anh đau giùm em khỏi đau. Đối với các bà bầu đang mang thai thời kỳ cuối này thì đang bị xen lẫn một cảm giác rất là lo sợ và lo lắng, có khi dẫn đến hoảng sợ, đặc biệt là đối với các bà bầu đang mang thai lần đầu tiên. Vì vậy, trong lúc này các ông chồng chúng ta hãy cố gắng sắp xếp công việc để lúc nào cũng có thể ở bên cạnh vợ, vì những lúc này các bà bầu đang cần mình nhất. Và sau đây, Trần Chồng muốn giới thiệu cho các ông chồng chúng ta cách phân biệt chuyển dạ giả và cách phân biệt chuyển dạ thật. Em đổi tư thế đi. Đổi tư thế. Đổi sao? Đây, nằm. Vô. Em thấy đỡ hơn chưa? Đỡ hơn chưa? Đó, cái ông chồng thấy đó, những cơn đau thắt dạ nó sẽ xảy ra bất ngờ và không thường xuyên, nó sẽ kéo dài từ 5 đến 7 phút. Vì vậy, những lúc này bạn có thể thay đổi tư thế của bà bầu để giúp cơn đau có thể giảm và biến mất. Em ơi, em thấy đỡ hơn chưa? Mai mốt ví dụ mà đau như vậy á thì em chuyển tư thế liền nha. Trái với cơn đau giả thì cơn đau thiệt nó sẽ đau hơn rất nhiều, thì nó sẽ rất là kéo dài, cho dù đổi tư thế cỡ nào nó cũng sẽ không hết. Cơn đau thật thì thường là đau ở phần lưng và xung quanh vùng bụng, còn cơn đau giả thì nó sẽ bị đau phần bụng dưới. Vì vậy, khi các bà vợ chúng ta mang bầu mà bị đau ở vùng nào thì chúng ta nên hỏi vợ ơi, vợ đau ở vùng nào, để chúng ta có thể phân biệt đâu là đau giả, đâu là đau thật. Anh ơi, nhưng mà sao em vẫn lo quá à? Sao? Không biết tới lúc đó em đau dữ không nữa. Mà mình không biết chừng nào nó ra đời nữa. Bởi vì lỡ như lúc đó mình đang ngủ cái tự nhiên nó đau bụng lên rồi sao anh? Rồi hả? Nó đau, là đau đau kinh khủng, đau khủng khiếp luôn. Làm sao mình chịu nổi anh? Em sợ quá à. Thôi. Đây, chứ bữa này. Nhưng mà đẻ đau không anh? Không đau đâu, nghiệp anh nha. Cứ đây nhẹ nhẹ thôi. Thôi anh cho bóp massage cho em nha. Nha. Thời gian này, vợ thường xuyên phải lo lắng, chịu nhiều áp lực, có khi là hoảng sợ của chuyện sinh đẻ sắp tới. Bởi vậy, các ông chồng chúng ta
hãy cố gắng sắp xếp thời gian để lúc nào cũng phải khuyên, tìm những lời khuyên tốt đẹp để vợ đỡ bị áp lực và lo lắng. Và đặc biệt cũng nên tìm hiểu trên mạng thêm những phương pháp massage xoa bóp để vợ có thể giảm bớt căng thẳng. Theo nghiên cứu, khi chúng ta massage cho vợ thì các cơ bắp của vợ sẽ được thả lỏng ra, thì những cảm giác như ủ ải ủ ê thì nó sẽ không còn nữa. Khi vợ được thư giãn và thoải mái thì thai nhi ở trong bụng cũng sẽ có cùng cảm xúc giống như mẹ. Các ông chồng chúng ta hãy nhớ điều này. Em thoải mái không? Dễ chịu ha? Sảng khoái không? Quá trình cho việc chuẩn bị lâm bồn là việc vô cùng quan trọng, với hàng tá công việc, rất nhiều công việc nên Trần Chồng không thể nào giới thiệu cho các ông chồng chúng ta biết hết được. Nhưng sau đây, Trần Chồng sẽ giới thiệu và hướng dẫn một số đặc điểm lưu ý mà các ông chồng chúng ta cần nắm bắt. Trước hết sẽ là những lưu ý khi chuẩn bị phòng cho con. Vì giấc ngủ cho con rất là quan trọng, vì nó sẽ ảnh hưởng đến trí não của bé. Hiểu được vấn đề này, không ít bố mẹ đã đầu tư căn phòng của con mình một không gian thật là lý tưởng. Nhưng không phải lúc nào những công việc đó cũng thật sự đúng đắn. Và sau đây, Trần Chồng xin giới thiệu cho các ông chồng của chúng ta những đặc điểm lưu ý đối với căn phòng của con mình. Trước hết, chúng ta nên sử dụng giấy dán tường và hạn chế sử dụng nước sơn để trang trí phòng của con chúng ta. Vì hầu hết các loại sơn đều có chất độc hại, có thể ảnh hưởng đến trí não của bé. Hãy để ý đến độ sáng của các bóng đèn trong phòng bé. Vì độ sáng của bóng đèn chiếu sáng quá sẽ làm cho giấc ngủ của bé bị chập chờn, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của bé. Trong phòng của bé, chúng ta nên hạn chế những đồ đạc không cần thiết. Hãy để phòng của bé lúc nào cũng được thoáng đãng và sạch sẽ. Những vật dụng cần có trong phòng đó là một cái nồi phù hợp với chiều cao của mình để tiện cho việc bế bé, và những con thú nhỏ bông treo trên nồi để các bé có thể thích thú. Ngoài ra, chúng ta cần một cái bàn nhỏ để đựng những vật dụng pha sữa cho bé. Và một việc nữa rất là đáng lưu ý đó là chúng ta không để cái nồi này ngay cửa sổ quá. Vì khi để ngay cửa sổ thì ánh sáng mặt trời sẽ rọi rất gần cho bé, sẽ làm giấc ngủ của bé bị chập chờn và có thể da của bé bị khô. Và khi bé đã biết bò biết trường thì chúng ta nên thay đổi kích thước của cái nồi. Một điều nữa rất đáng lưu ý là tất cả các đồ đạc của con mình trong phòng chúng ta nên hạn chế những góc nhọn để tránh nguy cơ tiềm ẩn những tai nạn nguy hiểm có thể xảy ra đối với bé. Các ông chồng hãy lưu ý tới điều này. Tiếp theo, một vật dụng hết sức quan trọng đó là túi đồ sinh. Chúng ta nên cần chuẩn bị trước. Và hôm nay Trần Chồng sẽ giới thiệu cho các ông chồng của chúng ta những cái món đồ nào trong túi đồ này. Đầu tiên đó là giấy tờ cần thiết. Một số giấy tờ chúng ta có thể chuẩn bị như là giấy xét nghiệm, giấy khám sức khỏe, giấy siêu âm. Các loại giấy tờ tùy thân chúng ta nên mang theo cho vợ đó là giấy chứng minh, hộ khẩu, bảo hiểm y tế nếu có. Sau đó chúng ta sẽ photo ra thành hai bản. Và tiếp theo, chúng ta nên mang sẵn một số tiền để là tiền đóng phí tạm ứng. Các ông chồng chúng ta cũng nên lưu ý tới điều này. Và tiếp theo là một số đồ dùng cho mẹ và bé. Đầu tiên chúng ta nên sử dụng đó là khăn bông này có tác dụng là để trùm bé lại khi chúng ta ở trong bệnh viện. Chúng ta sẽ bỏ vào đây. Và tiếp theo là nón và vớ tay vớ chân của bé. Kế tiếp là quần áo của trẻ sơ sinh. Chúng ta nên lựa chọn những cái áo có những cái nút như thế này. Còn về phần tải giấy thì chúng ta nên chuẩn bị 20 miếng. Sau đó chúng ta cũng cần một cái bình nhỏ để đựng nước cho bé, rất dễ thương. Chèo bông hộp, rơ lưỡi cho em. Tiếp theo là bông rái tay cho bé. Các ông chồng hãy lưu ý tới một điều, khi chúng ta mua các vật dụng, các quần áo về cho bé thì chúng ta nên giặt giũ thật sạch sẽ để tránh trường hợp cho bé khi bé bị dị ứng. Như thế là Trần Chồng đã chuẩn bị đồ cho con mình xong. Kế tiếp, Trần Chồng sẽ đem những món đồ theo cho Lê vợ. Để chuẩn bị đồ cho Lê vợ, chúng ta nên lựa những cái áo mà có khúc hoặc hay những mang theo những cái váy rời để Lê vợ có thể là thoải mái trong việc sinh hoạt hơn. Và tiếp theo, chúng ta cũng có thể mua những cái quần lót giấy như thế này và một ít băng vệ sinh. Bên cạnh đó, chúng ta cần chuẩn bị cho bà bầu một số vật dụng cá nhân như
bàn chải, kem răng, lược, khăn tắm và dầu gió để sau khi sinh các bà bầu của chúng ta có thể tiện việc sinh hoạt hơn. Vợ ơi, vợ ơi, gì chồng dạ? Lấy bánh cho vợ ăn nè, mới mua hộp bánh ở ngoài chợ về nè. Không thích ăn hả? Trời ơi, phải ăn đi, đang bổ sung cái chất đường vậy nó mới tốt. Này vợ ăn đi, vợ ăn miếng, chồng miếng. Có mấy giai đoạn này chúng ta nên dành nhiều thời gian để ở bên cạnh vợ, để cố gắng sắp xếp cho một chuyến vượt cạn sắp tới. Vì vậy chúng ta nên hướng dẫn cho vợ những bài tập hít thở để có thể hình dung ra những quá trình sắp tới ở trong phòng sanh. Các ông chồng hãy lưu ý điều này. Vợ. Bây giờ anh với em có thời gian nè. Anh sẽ hướng dẫn cho em cách thở để sau này muốt vô phòng sinh thì em không bị bỡ ngỡ nữa không. Bây giờ nè, vợ thở nghe làm nha. Hít bằng mũi, thở bằng miệng nha. Khi chúng ta hít vô thì bụng sẽ phình to ra. Thở ra thì bụng sẽ xẹp lại. Đó. Giờ làm chậm chậm thôi. Đó. Hít vào, thở ra. Các ông chồng cũng có thể biết động tác này là động tác có thể nằm trong yoga, có thể giúp các bà vợ sau khi sinh có thể sử dụng cái động tác này cũng được. Nó có thể giúp cho các bà vợ hấp thụ được nhiều khí oxy hơn. Khi chúng ta hít thở thật sâu thì chúng ta có thể thực hiện được nhiều tư thế khác nhau cũng được. Hít vô, thở ra. Càng thư giãn thì việc hít thở sẽ càng hiệu quả hơn. Cách thở tiếp theo là cách thở thổi nến. Cách thở này có tác dụng là giúp khi các cơn đau dồn dập đến người mang thai thì các bà mẹ sẽ có phương hướng là rặn sớm. Nên tập hít thở kiểu này thì sẽ ngăn chặn được cách rặn sớm đó. Bây giờ nè, em á, thẳng lên. Khi cơn co thắt dồn dập bắt đầu thì chúng ta nên hít một hơi thật sạch vào. Rồi sau đó chúng ta thở bằng miệng ra 4 lần dồn dập. Sẽ giúp các bà bầu có thể tránh được tình trạng đau đớn. Bây giờ em làm thử đi. Hít vào, rồi thở ra 4 lần liên tục. Cứ thế cho đến khi chấm dứt cơn co thắt và hết hơi thở sạch. Kế tiếp thì chúng ta sẽ hướng dẫn tới phần rặn. Phần này thì các ông chồng và các bà vợ thì chúng ta chỉ được xem thôi, chúng ta không nên thực hành. Vì chưa tới ngày, chúng ta có thể hình dung trước để tham khảo mà thôi. Với tư thế này, các bà mẹ sẽ nằm ngửa và cong lên hình chữ C. Thì chúng ta nên tránh cho các bà mẹ bị la và bị cắn môi, vì như vậy sẽ không đủ sức để đưa bé ra ngoài. Và lúc này, chúng ta nên động viên vợ thay bằng kiểu thở như lúc đầu. Dạ, thật vợ. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Ai á? Ai á? Ủa, em đau đâu vậy? Ở lưng hả? Có đau vùng trước không, bụng không? Đó, đó là chuyển dạ thật đó. Trời ơi! Đau quá à! Thôi, em thử xây chuyển tư thế coi. Còn đau không? Đau thiệt luôn hả? Ôi chết, chuyển dạ thiệt rồi. Đưa đi xanh máu. Trời ơi, em đứng dậy em. Trời ơi, từ. Từ, ráng lên đi anh kêu xe. Cũng được. Thôi, anh thích con heo. Anh đặt nó là con heo đi. Nhỏ đàn gái mà kêu heo kỳ lắm. Thôi kêu bé thỏ đi, bé thỏ dễ thương. Thôi, heo bé thỏ ha. Năm tới là năm con trâu, mà dân đặt bé là bé trâu đi. Khùng hả? Trời ơi, con thật là con gái mà. Thì... anh khùng cái gì anh kêu bằng con trâu. Bé trâu. Thôi, không trâu. Được đâu, kêu bé dê đi ha. Thôi, em đồ lao. Thôi,
anh thích đặt tên là bé heo đi cho không, nó dễ thương. Bây giờ cuối cùng quyết định là bé gà đi. Thôi bé heo đi, bé heo đi. Bé gà. Ôi, chết rồi, con khóc ơi, con khóc ơi. Em la lớn không à? Tại anh la lớn đó. Chứ tại anh đói á, thôi em cho nó bú đi. Cái gì em mới cho nó bú đó thì mà. Vì sao nó khóc nữa? Vì sao nó khóc nữa? Em đâu có biết đâu. Ê, nín con. Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Chết rồi. Thử cho em bú. Hay là về mới về chỗ nhà lạ cái nó không quen nó khóc. Ờ, bây giờ sao đây? Tại anh không đó. Tại em không á. Anh á. Sao tè lẹ mày. Từ đây con gái bé bỏng sẽ là ưu tiên của vợ chồng chúng tôi, nhưng phương châm để trở thành một người đàn ông hoàn hảo trong gia đình của tôi thì đã khác rồi. Không phải là để đó chồng lo nữa, mà sẽ là để đó bà lo.